Hello, xin kính chào quý anh chị các bác nha. Hôm nay là Tết mùng 5, mình đi hái ít dâu ra cho khách. Tiện quay cho các bác xem vườn dâu mình nó như nào. À, được hơn tuần rồi mình mới vào vườn do là Tết. Dâu tây đang hoa và quả rất nhiều. Mình sẽ đi qua một vòng để cho các bác xem dâu tây nhà mình như này nó đạt chưa. Quả nó rất to nha các bạn. À, mình thấy một quả dâu hoàng đế rồi. Đây. Cái này người ta gọi là dâu hoàng đế. Nó rất là to nhưng mà cái quạt đấy. Còn này áp vào mồm thì quá tuyệt vời luôn. Đang cho hoa quả rất là nhiều. Bây giờ mình quay đến đây thôi. Kính chào cô, quý anh chị nha.